Xin chào các bác, thì hôm nay là em đi thăm các vườn mà áp khí tại cái khu vực xã Đăng Hà này. Đợt này là em là đi bắt đầu từ khởi điểm từ cái vườn của anh Khánh này, nay đi cái hướng này trên cái quả đồi này. Đó. Thì cái vườn của anh Khánh này làm là đến năm nay là 4 năm. 4 năm rồi đấy các bạn. 4 hay 5 năm gì đấy. Em nhớ không rõ lắm. Sử dụng thay đổi bộ thiết bị liên tục cơ mà. Hồi xưa là sử dụng túi nhún vàng hay chuyển sang túi nhôm. Túi dẻo không đẩy về sau chuyển sang túi nhôm. Đó, cái vườn của anh ấy là khoan khoan theo cái phương pháp di chuyển nhảy cóc khắp nơi. Đây là cái mức mủ cũ này. Đây, cái này thì chắc nay hoặc mai mới khoan. Cái này đã khoan lấy mủ rồi. Nay em đi ngang qua đây là khởi điểm từ đây đi. Đó, quay chi tiết cây cho các bác xem là như thế nào. Đó. Cái cây này là rất chi là to. Các bác xem cái mức mủ. Cái này chắc là tràm tô đấy các bác ạ. Đó. Thì cơ bản là cái vườn này là năng suất thì sản lượng thì độ thì cực cao luôn. Hầu như là ở trên cái quả đồi này là cái vườn này là xếp vẫn là top đỉnh ấy. Rồi. Cây rất chia to nha các bác nha. Đây phải cây này phải vành hơn trăm đấy các bác Rồi bây giờ em sẽ tiến hành giống cây này là cái vườn này là giống ri bốn nha các bác nha. Cây kia là phải sử dụng đến cái can đấy, mấy năm trước em quay cho các bác sử dụng đến cái can để mà hứng mủ ấy nha, cây đấy nha. Cái này là to cực kỳ luôn, cái này là vành chắc phải trăm rưỡi. Rồi thì bây giờ em sẽ di chuyển sang các vườn tiếp theo nhé. Video này thì chắc chắn là dài đấy các bạn ạ, cố gắng là theo dõi. Rồi em chạy bằng chiếc Honda này chạy. Rồi, đi một đoạn là đến bắt đầu đến cái vườn này. Vườn này cực kỳ bằng, vườn này giống là riêu 4 nhá. Khoan được năm nay là năm thứ 3, đúng rồi, cái vườn này là khoan năm thứ 3. Trước là đã cạo hết hai mặt mình mới bắt đầu là làm khí làm lên, sử dụng cái bộ túi cũ ấy, túi dẻo không đẩy này. Đấy, đi với cái nắp chóp lỗ to. Bây giờ đã khoan lên trên cái tầm với này là với mình lên như này là tầm 2 mét rồi. Đó. Thì cái vườn này nếu mà cao quá mình không khoan được ấy thì chuyển qua cái phương pháp là mình cạo mịn nhỏ ấy, kết hợp áp khí vào cạo khoảng tầm 7 đến 10 phân thôi, không cần phải cạo nhiều. Vườn này thì sản lượng thì ghê lắm, thì thấy nghe kể thì mình chưa chưa thật sự chứng kiến, một lô là 3 4 tạ đấy, đấy đều mấy năm nay nên là cây này cũng to lực nữa. Đây là cái chi tiết cái vườn này, để em xem quay cho các bác xem là cái cây nữa nhỉ như nào. Thì cái kỹ thuật làm thì cơ bản đấy là cứ xoay kiềng liên tục được là chuẩn nhất, sử dụng cái kiềng kẹp này, kiềng di chuyển được như thế này là mình di chuyển đi đó, càng di chuyển được nhiều chỗ lấy mủ thì càng tốt nha các bác nha. Rồi thì bây giờ em sẽ di chuyển đi thêm ít vườn nữa trên cái con đường mà từ đây em chạy về về dưới. Cái này là cái này là nguyên một dãy dãy đồi này, em quay hết cái dãy đồi này luôn, còn những cái hướng khác thì để ít bữa nữa thì em sẽ quay cho các bác xem là cái hướng này là bà con áp khí như thế nào. Đây cũng là một cái vườn nữa, cái này là hình như là của anh Thế Quý ấy. Vườn này đây đúng rồi, cái vườn kia mà vườn này là cũng đã khoan lên cao lắm rồi. Cái này thì chắc phải cái là khoảng tầm cỡ tay với như này, tay với tới trước dùng bộ túi ấy, túi nhún 50 à túi nhún vàng 90 ấy, về sau là chuyển qua cái túi nhôm này. Chắc ở đây là đồi cao này gió ghê quá, xong chuyển qua đấy.
Cái vùng này là vùng của đại lý Vạn Năng nhé, Vạn Năng cung cấp vật tư nhé. Đó, nguyên cái quả đồi này là hầu như là áp khí hết rồi. Cái vườn này là cực kỳ sản lượng cực kỳ cao, trong những năm qua là hầu như là cũng xếp top đấy so với cái vườn đầu tiên. Mà hầu như cái vườn này, ôi, vườn nãy là vườn đầu tiên là em quay, xong đến vườn thứ hai, đến vườn này là vườn thứ ba rồi. Ba vườn này là hầu như sản lượng xếp top đấy. Tóm lại là hình như ở cái quả đồi này vườn nào cũng xếp top hết, chỉ có những cái vườn tơ thì mới là tụt thôi. Đây nha các bác, đây tiếp tục thêm một vườn nữa. Vườn này thì vẫn giữ được như vườn này là vườn của anh Dậu. Vườn này là vẫn sử dụng cái túi nhún 50 à, túi nhún 90 cũ này nha. Cái túi này thì bên em ngưng sản xuất rồi. Đó, cái túi này giờ vẫn sử dụng cái túi như này. Cái vườn này thì cũng khoan lên cao lắm. Cái vườn này thì năm ngoái là em cũng vào quay rồi mà. Đó. Nhìn chỗ mình đóng nắp chóp hay là chỗ mình khoan vẫn cứ bình thường nhé. Các bác khi mà cào được như thế này này, cào được những cái lớp da mà hoại tử bên ngoài đi ấy thì là mình đóng nắp chóp tốt hơn. Đó, cái vườn này thì sản lượng mủ thì chắc cũng đẳng cấp. Các bác nhìn dàn tô là biết rồi, sử dụng toàn những cái loại tô đại này, tô lít 8 chống nước nhé. Loại này tôi thì biết được, muốn biết được sản lượng người khác nhìn vào dàn tô là biết ngay. Rồi thì em sẽ đi tiếp thêm một vườn nữa. Vườn này là cái vườn thứ tư nhá. Vườn này là vườn thứ năm. Vườn này là vườn sử dụng cái bộ túi nhôm 50. Đây, túi nhôm 50 đi với cái nắp chóp nhựa lỗ vừa. Vườn này là vườn hình như à, đúng rồi, vườn này vườn năm ngoái. Năm ngoái hay năm kia gì áp dụng, mới áp dụng phương pháp khai thác mủ cao su khí. Sao cây này chảy ra ghê thế. Xem là thế nào. À đây này. Nên là mình khoan đấy, úp cái đụng nắp như này là mủ chảy ra ngoài. Đó. Để xem vào xem cái sản lượng mủ như thế nào. Quay cho các bác xem là cái mũi này là bao nhiêu mủ nhá. Đó, được ít lần này. Nên là mũi, chắc không biết là mũi thứ bao nhiêu của lần bơm khí à. Cái túi xẹt lép hết rồi mà. Được như này là ok lắm, hình như là mũi thứ 5, thứ 6 vậy. Đó, cái vườn này thì cơ bản là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rồi, đây em sẽ tiến hành đi thêm ít vườn trên con đường về nhé. Chút mủ à chú? Vâng. Vâng, đây là một vườn nữa này. Cái vườn này là đã đục lên cao như thế này rồi. Nó đã đục lên như này là mình bắt đầu tiến hành, năm nay mới bắt đầu áp dụng ấy. Vườn này thì vườn của anh Học đúng không? Vườn này lấy hàng của bên chỗ bác Năng mà thì đã đục lên cao như thế này rồi, bắt đầu áp dụng vào năm nay sản lượng mủ mới là có đạt không. Thế mà lên cao này là chắc chắn là đạt, mà chỉ có khó làm tí thôi. Cái này thì khoan này chắc chắn phải bắc ghế đi mới khoan được, như thế này thì không thể nào mà đứng dưới với tay tới được.
Cái vườn này thì 2 năm trước làm cùng anh em, làm của anh em thời đấy mấy anh em đây làm mà vòng đây làm hết, thời đấy mà làm là ngon, đỡ phải đục lên. Nếu mà đục lên cao như này thì làm chắc gì được, bắt ghế khoan nhé, được 1-2 năm là cao quá. Hoặc là cái vườn này làm cái phương pháp là mình cạo miệng nhỏ cái thời ác ký là được. Rồi nãy giờ là đi như là vườn này vườn thứ 7 ấy, bây tiếp tục di chuyển sang cái vườn này. Thứ 8 ngay cạnh đây đây, theo dọc con đường này thì em cứ đến đầu là em quay các bác. Rồi thì đây là cái vườn thứ 8 nhá. Cái vườn này trước là sử dụng cái bộ túi nhún vàng ấy, về sau chuyển sang túi dẻo không đẩy. Rồi bây giờ là bắt đầu sử dụng đến cái túi chùm 50 như thế này. Xem hôm nay có khoan không. Này chắc là đúng rồi. Này là không khoan. Vườn này không khoan. Vườn này trước cũng cạo hết 2 mặt rồi, mình chuyển hẳn lên trên này. Vườn này giống rìu 4 nhá. Khoan là 4 năm rồi. 4-5 năm rồi đấy, cái vườn này thấy lâu lắm rồi. Và có hiện tượng như cây này bị cây mọt này, mọt tấn công rồi các bác này. Đây, mọt đục như thế này. Cái này là mình phải xịt nấm ngay nha, xịt mọt ngay đấy, cái xịt thuốc 3-1, xịt phát 1 là hết ngay. Cái này không xịt là lây lan ghê lắm. Ái à. À đây. Đây, 2 cây dính trưởng luôn. Cái này bị nặng hơn. Đó. Cho nên là cái này phải xịt đi nhá, không xịt là cắt vườn đấy. Cố gắng làm sao các bác có vườn nào mà bị mọt như thế là chịu khó bác thuốc xịt. Xịt cái cây nào nặng lắm thì mất tầm khoảng tầm lần thứ 3 là hết em mà. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển nhé. Tiếp 1 khúc nữa, hình như là còn 1-2 vườn gì nữa là hết vườn. Đây là cái vườn năm nay mới áp dụng cái phương pháp khoan lấy mủ cao su bằng khí, sử dụng cái bộ túi nhún 50 này đi với nắp chóp nhựa lỗ vừa. À hôm nay là khoan đấy, cái vườn này là hôm nay khoan được cái này. Cái mũi này biết mũi thứ bao nhiêu đó. Cái vườn này thì là vườn của chú Dương thôn 4 Đăng Hà. Đó, sản lượng mủ cực kỳ nhiều. Tô này là tô 1.4 nhá các bác nhá. Mủ vẫn cứ đạt ổn định nhá. Những cái thế hệ sau ấy, đi làm cái bộ túi nhún 50 như thế này với túi nhôm 50 thì cây cực kỳ đẹp. Cây đẹp lắm, sản lượng mủ được cố định ấy. Là không nhiều quá ấy, vừa với sức của cây ấy. Làm đẳng cấp lắm. Cái vườn này thì là khoan một bơm khí 1 lần mà khoan 7-8 lần đấy, cái vườn này. Vườn mới à. Thì cái em cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Cái vườn này là cái vườn vườn cuối à của trên cái quả đồi này. Đó, từ bắt đầu đến từ đây là xuống dốc nha, xuống dốc là phải đi vài cây số nữa mới đến cái vùng của cao su. Dưới dốc kia là toàn là vườn điều hết. Là cái khu vực vùng trên cái quả đồi này là hầu như là làm khí hết, không còn cái vườn nào là không làm khí. Thì các bác có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay là mua thiết bị khai thác mủ cao su bằng khí của công ty Vườn Xanh Tốt, hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0368 986 353. Vâng, xin hẹn gặp lại các bác trong những video kỳ tới nhé.